nhóm thanh niên vô cớ chém người trên phố. Nhóm thanh niên ở Long Xuyên vô cớ chặn xe, đuổi chém người đàn ông chạy xe máy trên phố. Ngày 19 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Lê Tấn Tài, 19 tuổi và Lê Văn Phú, 17 tuổi, cùng ở thành phố Long Xuyên điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Theo kết quả điều tra, tối ngày 17 tháng 3, Tài cùng Phú và khoảng 10 thanh thiếu niên tụ tập bàn tính chuyện sử dụng hung khí đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn. Sau khi bàn bạc xong, cả nhóm mang dao tự chế, đi trên 7 xe máy đến đường Thoại Ngọc Hầu, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên. Thấy anh Nguyễn Thành Thi, 40 tuổi, điều khiển xe máy từ phía sau chạy lên, Phú nghi ngờ người đàn ông này quay phim nên cả nhóm chặn xe, buộc phải đưa điện thoại di động. Anh Thi hoảng sợ bỏ xe máy ngoài đường rồi chạy vào nhà người dân gần đó. Phú cùng Tài cầm dao tự chế đuổi theo chém nhiều nhát vào người anh Thi, sau đó lấy chiếc điện thoại và đập vỡ. Sau đó, cả nhóm tiếp tục lên xe chạy tìm nhóm thanh niên ở thị trấn Phú Hòa để đuổi chém. Cảnh sát tuần tra phát hiện nhóm của Phú và Tài tại khu vực phường Bình Khánh nên khống chế, đưa về trụ sở. Ngoài việc củng cố hồ sơ đối với Phú và Tài, cảnh sát đang xác minh làm rõ và xử lý những người khác có liên quan.